Nhà đẹp Tân Á xin chào và rất vui vì được gặp lại các bạn trong chương trình mỗi ngày một nhà đẹp của công ty kiến trúc Tân Á. Tôi là Thế Anh thì cứ đến hè này lên thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới, một thiết kế mới, đó là ngôi nhà của anh Vũ ở thị xã Hồng Lĩnh. Ngôi nhà của anh Vũ là một ngôi nhà 2 tầng, phong cách hiện đại. Thì trước khi vào giới thiệu sản phẩm mới thì chúng ta hãy nhìn lại kênh YouTube của chúng tôi, thì các bạn vào YouTube và vào mục tìm kiếm và gõ nhà đẹp Tân Á thì sẽ ra cho các bạn rất nhiều là các cái video chia sẻ các cái mẫu nhà mới, mẫu nhà cấp 4, mẫu nhà hiện đại, mẫu nhà phố, mẫu hai nhà 2 tầng, 3 tầng, biệt thự cổ điển, tân cổ điển, rất là nhiều mẫu nhà cho các bạn lựa chọn để làm cho mình một ngôi nhà mà bạn ưng ý nhất. Thì ngoài những cái video chia sẻ các cái mẫu mới đó, thì mẫu nhà mới thì chúng tôi đang còn có các cái video chia sẻ các cái kinh nghiệm quá trình giám sát các cái phần kết cấu chính quan trọng của ngôi nhà. Thì ngoài giám sát trực tiếp tại công trường thì chúng tôi đang còn giám sát qua Zalo, Facebook để nắm bắt các cái quá trình xây dựng và đồng hành cùng chủ nhà cho đến khi ngôi nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trên đây, trên YouTube, YouTube thì rất là nhiều mẫu nhà và rất là nhiều các cái video chia sẻ, thì các bạn hãy vào đây và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ một cái video nào của chúng tôi, cũng như các bạn lên Google và xem các cái mẫu nhà mà công ty Tân Á thiết kế, thì rất là nhiều mẫu nhà cho các bạn lựa chọn phù hợp với mình và rất là hiện đại và sang trọng. Rất là nhiều mẫu nhà khác nhau và hợp lý theo từng khu đất. Thì trước khi vào ngôi nhà của anh Vũ thì là một ngôi nhà 2 tầng, phong cách hiện đại. Thì màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Phong cách thiết kế hiện đại rất là đơn giản mà lại được chủ nhà cũng rất là yêu thích. Thì màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Và đặt trước là chúng tôi có các cái chỉ âm để tạo cho cái điểm nổi bật nhận nhà của bằng tường, cũng như các cái phần trụ có các cái chỉ âm được sơn màu màu ghi. Phía trên cột là 2 đầu tường là có phía đầu các cột là có các cái hệ bóng trang trí. Mỗi khi ban đêm bật lên rất là sang trọng. Và phía dưới là ban cầu, phía dưới là chúng tôi thiết kế một cái hệ bóng downlight. Rất là hợp lý. Phía trước là có các cái bồn hoa. Xung quanh nó được ốp các cái gạch thẻ màu xám để đặt các cái chậu hoa mà chủ nhà yêu thích. Thì bậc tam cấp thì của nhà anh Vũ thì chúng tôi là thiết kế là 3 bậc, mặt bậc là đá ốp đá màu xám và cổ bậc là màu trắng. Rất là hài hòa với nhà. Các cái cổ phòng trước đấy thì chúng tôi sơn màu màu gỗ. Và về phía lan can ban công thì chúng tôi là được xây tường xung quanh ô thoáng giữa thì làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu ghi, rất là thoáng và chắc chắn. Có các cái phao chỉ nổi rất là hợp lý. Và phía tầng 2 của ngôi nhà thì chúng tôi là có cái sân nô bay ra và chúng tôi cũng có các cái hệ bóng downlight chạy xung quanh và cổ cổ vân tầng cổ bậc cổ mái tầng mái thì chúng tôi ốp gạch thẻ màu ghi xám. Mảng tường mặt trước của tầng ban công tầng 2 thì chúng tôi cũng có các cái chỉ âm ốp gạch thẻ rất là sang trọng và
Ban công này chúng tôi có một cái hè lam này thì được đổ bằng bê tông và sơn màu giả gỗ để cho cái lam này là để cho chủ nhà treo các cái loài hoa mà chủ nhà yêu thích, rất là sang trọng và đẹp mắt. Với một cái hệ mái của ngôi nhà này là mái ngói màu màu đen, được kết nối với các cái hệ ốp nóc rất là vuông vắn và đẹp mắt, và kết nối các cái hệ chống sét rất là an toàn cho ngôi nhà. Phần cửa chính của ngôi nhà thì chúng tôi là thiết kế cho chủ nhà là một cái hệ bộ cửa lim Nam Phi có pano kính và có một cái bộ phao Pháp rất là to nổi bật cho ngôi nhà. Còn về cửa sổ và cửa sổ thì chúng tôi thiết kế là bằng nhôm hệ được sơn tĩnh điện màu màu ghi, lấy sáng và rất là tốt và cũng như là sang trọng cho ngôi nhà. Ngôi nhà của anh Vũ này thì là vì là hướng là chủ nhà là hợp với cái hướng phong thủy nên chúng tôi phải để cửa vừa vào hướng vào phòng khách là phải ngoảnh mặt ra hướng này, nhưng ngôi nhà mặt tiền vẫn là hợp lý. Một cái hệ mái này là rất là sang trọng, rất một hệ mái nhỏ phía trước và mái lớn phía sau, rất là sang trọng và được kết các cái hệ lam cũng như chỗ để đặt chỗ ban công để đặt các cái chậu hoa mà chủ nhà yêu thích, loài hoa mà chủ nhà yêu thích, rất là hợp lý. Thì về phần công năng của ngôi nhà này thì ngôi nhà này là có chiều dài là 15,5 m và chiều rộng là 7,5 m. Thì chúng tôi có thiết kế cho anh tầng là tầng 1 là bước vào đây là sảnh chính, đi vào đây là phòng khách rộng 23,5 m², và đây là chỗ này đặt bàn ghế, chỗ này là đặt cái tivi để ngồi xem tivi, và được ngăn cách với một hệ cầu thang là một cái hệ lam rất là sang trọng các bạn. Và đi vào hành lang thì phía bên tay trái là sẽ có một cái phòng ngủ rộng 13,8 mét vuông, vị trí đặt giường, đặt các cái bàn để bóng điện cũng như là đặt tủ quần áo ở đây rất là rộng rãi các bạn. Tiếp theo là đi vào là một hệ thống bếp ăn rộng 24,5 mét vuông, vị trí đặt bàn ăn ở đây, vị trí đặt tủ lạnh cũng như bếp ga và chỗ vị trí chậu rửa rất là rộng rãi các bạn. Phía đối diện là một cái phòng ngủ rộng 13 mét vuông, vị trí giường đặt các cái bóng đèn ngủ ban đêm và vị trí đặt các cái tủ quần áo, và phía cuối là một hệ thống vệ sinh rộng 3,1 mét vuông, vị trí đặt lavabo cũng như bệt xịt. Còn cái hệ thống tường của nhà anh Vô thì chúng tôi thiết kế là xây tường 22 xung quanh để tạo cái chống ôn, chống nóng và tạo cái độ chắc chắn cho ngôi nhà, rất là chống nóng chống ôn chắc chắn cho ngôi nhà rất là tốt các bạn. Còn vị trí các cái xây tường bao xung quanh nóng và cái phòng ngủ thì chúng tôi thiết kế là xây tường 10 để tạo cho một cái không gian trong trong phòng là rộng rộng rãi hơn và sinh hoạt thoải mái hơn.
Và phía cuối của cái ngôi nhà thì có một cái cửa phụ, cửa nách đi ra phía sau, ra một cái vị trí sân rửa. Nên mỗi khi rửa các cái đồ xong để đưa vào đây để nấu ăn, rất là sạch sẽ và thoáng mát. Bây giờ chúng ta xem cái mặt bằng công năng của tầng 2. Thì mặt bằng công năng tầng 2 thì khi lên đây chúng ta sẽ có một cái phòng sinh hoạt chung ở tầng 2 rất là rộng các bạn, để cho sinh hoạt rất là thoải mái cho cả gia đình. Và phía trước ban công là một cái phòng thờ rộng 18,5 mét vuông. Đi ra ban công phía trước rất là rộng rãi, để có vị trí đặt một cái tủ trang trí trên tầng 2, được ngăn cách với cầu thang cũng một hè lam, rất là sang trọng. Và đây là có một thiết kế một phòng ngủ ở trên tầng 2 rộng 13 mét vuông, vị trí đặt tủ quần áo cũng như vị trí đặt giường và cái vị trí đặt bàn để bóng đèn vào ban đêm, phòng ngủ bóng ngủ. Vị trí này là vị trí sân phơi rất là rộng, và mà chỗ vị trí vệ sinh rộng 3,1 mét vuông, một vị trí đặt máy giặt, mỗi khi giặt giặt xong ra đưa đưa ra ngoài phơi rất là rộng rãi các bạn. Tầng 2 chúng tôi cũng thiết kế là xây tường 22 để chống nóng, chống ôn và rất là chắc chắn cho ngôi nhà. Phía trước có các cái vách kính được làm bằng nhôm hề và sơn tĩnh điện rất là thoáng các bạn. Mỗi khi mở cửa ra rất là thoáng. Để trở lại về ngôi nhà của anh Vũ hôm nay thì là một ngôi nhà là 2 tầng, nhà phố ở thị xã Hồng Lĩnh. Cho nên là một trong những ngôi nhà mà được chủ nhà cũng rất là yêu thích, với công năng cũng là đầy đủ, mà chủ nhà cũng đã lựa chọn các cái hướng cũng rất là hợp với mặt mặt tiền và cũng là hợp với cái hướng tuổi của chủ nhà. Thì chúng tôi cũng đã thiết kế cho anh là một cái nhà mà anh đã lựa chọn, với hệ thống cổng hàng rào đúng. Tôi cũng thiết kế cho anh hệ thống cổng hàng rào là xây và các cái lam đứng cũng như ốp, và các cái mảng tường được ốp gạch thẻ và các cái bồn hoa phía ngoài rất là hợp lý và trắng và sang trọng. Trụ cổng của tôi thiết kế cho anh ốp đá màu xám rất là sang trọng và chắc chắn. Thì ngôi nhà của anh Vũ này thì cũng đã được rất là nhiều chủ đầu tư làm lựa chọn để hợp với hướng tuổi của chủ nhà và cũng như là hướng mặt tiền của mảnh đất, thì rất là sang trọng các bạn ạ. Thì nếu như bạn nào mà có khu đất cũng như là hướng tuổi mà muốn hợp để thiết kế một ngôi nhà cho phù hợp với hướng tuổi và khu đất của bạn, thì các bạn hãy liên hệ với công ty chúng tôi theo số điện thoại ở đây, thì chúng tôi sẽ thiết kế cho bạn một ngôi nhà rất phù hợp với bạn và phong cách là hiện đại sang trọng. Thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi thì chúng tôi sẽ thiết kế cho các bạn một ngôi nhà các bạn ưng ý nhất. Thì xin rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của chúng tôi. Thì rất vui vì được các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ cùng chúng, đồng hành cùng chúng tôi. Thì hẹn gặp lại các bạn sau những cái video chia sẻ sau. Xin chào và cảm ơn các bạn ạ.